Tổng Công ty Khí Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Khởi động chuỗi dự án khí Lô B Ô Môn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. PVN hội nghị về thăm dò khai thác dầu khí, an toàn sức khỏe môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2006. PVFCO chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2016 tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những thành quả của PVGas trong việc đưa ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển vững chắc, đồng bộ, hiện đại. Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, tìm kiếm thị trường và xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng để sẵn sàng nhập khẩu khí và các sản phẩm khí từ sau năm 2020. Xây dựng hệ thống đường ống kết nối các khu vực, hình thành hệ thống đường ống dẫn khí quốc gia, theo định hướng của Nghị quyết 41 NQTU của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Tổng Công ty Khí Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ sự tri ân đến Đảng và Nhà nước, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong các bước phát triển tiếp theo sẽ ra sức thi đua, lao động sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng vượt qua các thách thức để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam đồng bộ, hiện đại, sánh vai cùng các đơn vị trong khu vực và quốc tế. Ngày 3 tháng 4 năm 2016, tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã nhấn nút khởi động chuỗi dự án khí Lô B Ô Môn, bao gồm dự án phát triển mỏ Lô B 48/5 và 52/97 và dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn. Với tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, chuỗi dự án với tổng trữ lượng thu hồi dự kiến khoảng 107 tỷ mét khối khí, 12,65 triệu thùng condensate, sản lượng khí đưa về bờ ước tính khoảng 5,06 tỷ mét khối khí một năm, thời gian khai thác kéo dài 20 năm, từ năm 2020 đến năm 2040, nhằm cấp khí cho các nhà máy điện tại khu vực Kiên Giang và Ô Môn, đáp ứng nhu cầu năng lượng điện cho khu vực Nam Bộ trong giai đoạn 2020 nói chung và khu vực Tây Nam Bộ nói riêng. Song song với quá trình thực hiện chuỗi dự án Lô B, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ đầu tư các nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực tại Kiên Giang và Tập đoàn Điện lực sẽ đầu tư các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn. Ước tính sơ bộ trong vòng 20 năm hoạt động, các nguồn thu từ dự án thượng nguồn dự kiến nộp ngân sách khoảng 18,3 tỷ đô la Mỹ, dự án đường ống dự kiến nộp ngân sách khoảng 930 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, ngân sách còn thu được từ nguồn thu từ thuế nhập khẩu khoảng 400 tỷ đồng trong quá trình xây dựng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Công Thương trong quá trình khảo sát, thăm dò chuỗi dự án. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu phải chặt chẽ về thủ tục pháp lý, quản lý chặt chẽ quá trình xây dựng để tiết kiệm chi phí, hiệu quả an toàn, đảm bảo chất lượng. Yêu cầu các địa phương Kiên Giang, Cần Thơ hỗ trợ tốt trong việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh công trình, đặc biệt các đường ống dẫn khí, tạo điều kiện thuận lợi cho PVN và EVN triển khai tốt các dự án điện tại địa bàn. Hiện thực hóa quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn 2015, định hướng đến năm 2025 và đáp ứng mục tiêu của chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Như tất cả các đồng chí biết là bây giờ điện là quyết định cho các phát triển nhanh bền vững, quyết định cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của chúng ta. Thiếu điện thì có thể nói không có tăng trưởng, không có giải quyết được gì. Thì để đảm bảo đủ điện cho đất nước đó, mà ngay trực tiếp khu vực đồng bằng sông Cửu Long này, thì ngoài ba cái cụm điện chúng tôi vừa nói ở Duyên Hải, Trà Vinh, ở sông Hậu thuộc Hậu Giang và ở Long Phú thuộc Sóc Trăng, thì phải đưa khí của Lô B này vào tiếp bờ và phát điện thẳng hơn 3.000 MW.
Thủ tướng cũng tin tưởng vào năng lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các đơn vị trong ngành dầu khí Việt Nam. Chuỗi công trình dự án Lô B Ô Môn sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, mang đến những thành quả tốt đẹp cho toàn ngành và thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Ngày 31 tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, hai bên đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Nhiều cán bộ, đoàn viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo do Trung ương Đoàn tổ chức. Nhiều gương thanh niên điển hình, tập thể xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Trung ương Đoàn khen thưởng. Trong năm 2016, hai bên sẽ tập trung vào nội dung tiếp tục xây dựng thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương và đánh giá cao sự hợp tác với PVN trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2015, nhưng các nội dung trong thỏa thuận hợp tác được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ sự mong muốn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa cho Đoàn Thanh niên Tập đoàn để thực hiện tốt các chương trình, nội dung thỏa thuận đề ra, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện để triển khai các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị đạt hiệu quả. Ngày 27 tháng 3 tại Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện giữa PVN và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đây là bước tiến quan trọng của dự án mỏ khí cá voi xanh sẽ được triển khai trong thời gian tới tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mỏ khí cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 100 km về phía đông, do tập đoàn ExxonMobil của Mỹ làm nhà điều hành. Hiện đã phát hiện dầu khí tại mỏ, các bên đang xây dựng và chuẩn bị các phương án phát triển, khai thác và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu thương mại. Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ cung cấp nguồn khí thiên nhiên quan trọng sử dụng cho các nhu cầu phát điện, hóa dầu, phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo nhiều công việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực. Thỏa thuận hợp tác toàn diện tạo cơ sở để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đơn vị thành viên tìm kiếm và triển khai các dự án, kể cả các dự án hợp tác thương mại, phân phối các sản phẩm dầu khí, hóa dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2016. Trong giai đoạn 2011-2015, công tác thăm dò khai thác dầu khí được triển khai hết sức tích cực và thu được những thành công lớn. Trữ lượng đạt 208,28 triệu tấn quy dầu, sản lượng khai thác đạt gần 133,54 triệu tấn quy dầu, trong đó có 84,76 triệu tấn dầu thô và 48,78 tỷ mét khối khí, vượt so với kế hoạch chính phủ giao là 129 triệu tấn quy dầu. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có. Việc giá dầu trên thế giới giảm mạnh từ tháng 10 năm 2014 và đến những tháng đầu năm 2016 chỉ còn 27 đô la một thùng, mức thấp nhất trong vòng 13 năm gần đây. Thông tin dự báo sẽ khó phục hồi nhanh trong thời gian tới đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng, các giải pháp ứng phó của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong bối cảnh giá dầu suy giảm. Phân tích và đánh giá thành công và tồn tại của các giải pháp đã áp dụng để hoàn thành kế hoạch gia tăng chất lượng và sản phẩm khai thác dầu khí. Hội nghị cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thành công các mục tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí ở trong nước và nước ngoài năm 2016 và kế hoạch tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao và biểu dương thành tích trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời yêu cầu tập đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, nhận diện rủi ro, chủ động, ứng phó và luôn sẵn sàng để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Chúng ta cũng thấy rằng nếu mà với giá dầu khí giảm sâu và kéo dài thì rõ ràng sức ép với chúng ta rất lớn. Nhưng mà đây cũng là dịp để chúng ta rà soát lại và để nâng cao hiệu quả của chúng ta về mọi mặt, về chi phí, về quản trị, về công nghệ, về các quy trình chúng ta đưa ra. Chúng ta có thể nhận diện được là cơ hội để chúng ta nhận diện được các tồn tại, các rủi ro. Vì vậy tôi đề nghị rằng là trong thời gian tới có lẽ các đồng chí nghiên cứu, các đồng chí đã có xây dựng những phương án đối phó với việc suy giảm giá dầu cho năm 2015, cho năm 2016. Nhưng chúng ta phải nhìn xa hơn nữa đối với việc ảnh hưởng của giá dầu, nếu mà giá dầu tiếp theo thì sẽ như thế nào và không tiếp theo thì như thế nào. Về hoạt động khai thác thăm dò, Thứ trưởng nhấn mạnh,
việc thúc đẩy hai dự án chiến lược là Lô B và Cá Voi Xanh, tiếp tục triển khai các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài phù hợp với điều kiện tài chính hiện nay, thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Chúng tôi đề nghị các đồng chí xây dựng các phương án và kịch bản khác nhau đối với cái việc giá dầu tiếp tục giảm, giảm sâu hơn nữa, duy trì hoặc tăng trở lại với các điều kiện khác nhau từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, để từ đó chúng ta có thể xác định các ảnh hưởng tác động có thể để xác định cái phương án sản xuất kinh doanh và triển khai công tác tiếp theo một cách thích hợp. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là công việc sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng mà trong quá trình vừa qua tôi thấy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia hết sức chủ động, bình tĩnh ứng phó với các vấn đề xảy ra, tập trung nghiên cứu một cách khoa học để ứng phó một cách có bài bản với những khó khăn xảy ra. Thì cái việc và với cái vai trò quan trọng của chúng ta, tôi nghĩ rằng việc xây dựng kịch bản cần thiết để chúng ta có thể sẵn sàng chủ động ứng phó trong mọi trường hợp để đảm bảo rằng hoạt động sản xuất kinh doanh ta đạt hiệu quả, thì cái việc xây dựng các kịch bản như vậy là hết sức cần thiết. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương và nêu ra các giải pháp cụ thể, khẩn trương xây dựng các chương trình hành động cụ thể, áp dụng công nghệ mới trong quản trị điều hành. Ông Nguyễn Quốc Khánh tin tưởng với tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh của người dầu khí cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Công Thương cùng các bộ ban ngành trung ương, tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Ngày 29 tháng 3 tại thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai công tác dịch vụ năm 2016 và sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng nhận định năm 2015, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức khi giá dầu giảm sâu, nhưng với mục tiêu duy trì sự phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế, hoàn thành kế hoạch đề ra, hoạt động dịch vụ dầu khí năm 2015 đạt 196.000 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao các kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường nghiên cứu áp dụng khoa công nghệ trong quản trị điều hành. Các đơn vị phải tối đa sử dụng dịch vụ của nhau, đổi mới tư duy toàn diện để nâng cao năng lực dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tập trung đầu tư nâng cấp công nghệ và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các đơn vị trong việc đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực dịch vụ và cạnh tranh cho các đơn vị thành viên, triển khai đồng bộ các giải pháp về thị trường, tổ chức hoàn thiện cơ chế chính sách để củng cố và phát triển lĩnh vực dịch vụ dầu khí, quy hoạch lại các hệ thống căn cứ dầu khí, đầu tư để phát triển lĩnh vực thiết kế, cơ khí chế tạo, đóng mới và sửa chữa giàn khoan, tàu thuyền, xây lắp các công trình dầu khí biển. Ngày 30 tháng 3 năm 2016 tại thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn sức khỏe môi trường lần thứ 10. Đây là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm với công tác an toàn sức khỏe môi trường mà Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đặt ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Hội nghị đã nghe và thảo luận các báo cáo tổng kết và tham luận của 10 đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về những bài học kinh nghiệm, những khó khăn tồn tại trong công tác an toàn sức khỏe môi trường. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn lưu ý các đơn vị phải áp dụng và triển khai đồng bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế tại tất cả các đơn vị thành viên của tập đoàn. Công tác quản lý môi trường, xử lý chất thải dầu khí phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Công tác an toàn sức khỏe môi trường luôn giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Chia sẻ với bà con nông dân trên toàn quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ngày 28 tháng 3 năm 2016, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCO đã trao quà cho bà con ở hai xã An Đức, An Hiệp, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Bến Tre do bị hạn hán xâm nhập mặn. Xã An Đức, An Hiệp là hai xã thuần nông chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Bến Tre. Theo số liệu, toàn huyện Ba Chi có 11.620 hecta bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, khô hạn. Trong đó có hai xã là An Đức và An Hiệp thì 100% diện tích lúa vụ đông xuân bị mất trắng. Bà con hiện đang lâm vào tình trạng rất khó khăn. Để kịp thời chia sẻ với nông dân hai xã An Đức và An Hiệp, PVFCO đã gửi tới bà con 400 phần quà, mỗi phần trị giá gần 800.000 đồng, bao gồm phiếu xăng dầu sử dụng cho các loại máy nông nghiệp, máy đào giếng, máy bơm nước ngọt nhằm chống mặn, chống hạn, một bao phân DAP Phú Mỹ 50kg để sử dụng cho vụ hè thu sắp tới. Sản phẩm DAP Phú Mỹ chứa một số nguyên tố trung vi lượng quan trọng như canxi, magie, silic, kẽm là những chất giúp cây trồng tăng khả năng chống mặn, phục hồi nhanh trong điều kiện đất nhiễm mặn và có khả năng cải tạo đất. Đồng thời, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của PVFCO cũng đã tiến hành hướng dẫn trực tiếp bà con cách chăm sóc phân bón phù hợp cho cây trồng trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt như hiện nay.
Chủ tịch Công đoàn PVFCO ông Tuấn Sơn Phong cho biết, với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, PVFCO đã gấp rút triển khai chương trình hỗ trợ đồng bào các khu vực đang phải gồng mình chịu đựng khó khăn do hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có hai xã An Đức và An Hiệp. Chương trình hỗ trợ các hộ gia đình nông dân trên toàn quốc của PVFCO có tổng giá trị là 5 tỷ đồng, đến nay đã trao tặng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long gần 3.000 suất với số tiền khoảng 2,3 tỷ. Theo kế hoạch, PVFCO sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh.